Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, cảm ơn chị em đã học lời Chúa rất là tốt ạ. Rất tuyệt vời. Chỉ còn một trong tuần này nữa là chúng ta đón cái Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Amen nhé. Em có ngoài họp không ạ? Hãy vui sẽ được hội họp hôm nay. Và tôi rất là thích là vì câu kinh thánh thuộc lòng mà buổi sáng nay chúng ta đọc, đó là câu và con Đức Chúa Trời đã hiện ra đã bị phá công việc của nó. Trọng tâm của chức vụ Chúa Giêsu trên đất chính là hủy phá công việc của nó. Ngày nay chúng ta có thể giảng tin lành về nhiều khía cạnh khác nhau, nhưng mà nếu chúng ta bỏ qua những khía cạnh này là chúng ta đã không đi vào đúng vấn đề. Thế giới ngày hôm nay tràn đầy những cái đau đớn, khổ sở, bệnh tật, yếu đuối, chiến tranh, dịch lệ, đủ thứ. Và anh chàng biết rồi, nguồn gốc của nó, dù trực tiếp hay gián tiếp, thì nó cũng đến từ mà. Vừa kỳ đà năm xưa, nếu không có sự kiện Satan cám dỗ Eva để phạm tội, thì thế giới ngày hôm nay đã tốt đẹp biết bao. Anh chàng, chúng ta sẽ không có những chuỗi ngày đau đớn, hay những gia đình đổ vỡ, những bệnh tật trên thân thể, hay chúng ta cũng chẳng bao giờ nhìn thấy những cái cảnh người ta phải chen lấn nhau để ngủ dưới gầm giường, ngủ dưới gốc cây ở những bệnh viện đông người. Thực sự là đau buồn khi chúng ta nhìn thấy cảnh đó. Nhưng có một điều rất vui mừng hơn, đó là con Đức Chúa Trời đã hiện ra. Chúa Giêsu đã hiện ra để hủy phá công việc của mình. Đó là điều mà chúng ta nên nhắc đi nhắc lại trong hội thánh của Ngài. Đó là điều mà mỗi người chúng ta hãy tin và tìm hiểu cho kỹ, để chúng ta khi có đức tin đó, chúng ta có thể hủy phá hoàn toàn công việc của nó và lấy trở lại cuộc sống bình an, vui mừng, khỏe mạnh mà vốn dĩ Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Amen. Amen. Cho nên qua lời chứng của người anh em chúng ta là anh Dũng, tuy rằng ngắn gọn nhưng chúng ta thấy rõ cả hai mặt của một vấn đề và trong một đời sống con người. Trước khi anh đến với hội thánh thì nó phá hủy đời sống của anh bằng những sự đau đớn, bệnh tật trên thân thể và cái tính nóng giận không thể kiềm chế được. Thậm chí anh nói rằng anh có thể nổi xung lên giết người khi mà anh muốn giết người khi mà bác hai đồng thế này. Đó là một cái việc rất là bất thường. Nhưng mà khi đến với hội thánh của Chúa, bởi sự cầu nguyện của hội thánh Chúa, bởi danh của Chúa Giêsu mà hôm nay anh được chữa lành và trở thành con người hiền lành. Chỉ như vậy thôi cũng đủ để thấy rằng câu kinh thánh mà chúng ta vừa học cùng lòng đó, nó đúng, rất là đúng, đúng. Con Đức Chúa Trời hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ, và công việc đó là ở trên đời sống của mọi người. Cho nên trọng tâm của vấn đề là chèn. Buổi sáng hôm nay tôi cũng có một vài lời để kích lại chèn về cái chủ đề này, để chúng ta cùng nhau tìm hiểu một chút về chính cái kẻ thù của mình. Chúng ta phải biết kẻ thù của mình nó làm gì và nó làm như thế nào. Và cái bản chất thực sự của cái việc mà nó hành hại con người nằm ở chỗ nào. Cho nên tôi sẽ bắt đầu với một phần kinh thánh ở trong sách Matthew, và ở trong sách Matthew chương 12 câu 28 câu 29. Cái câu kinh thánh này Chúa Giêsu nói trong cái bối cảnh rằng những cái người Pharisee và thầy thông giáo đó, nhìn cái phép lạ của Chúa làm, nhìn những điều mà Chúa Giêsu làm, thì họ cho rằng Chúa Giêsu đã dùng quỷ để trừ quỷ. Và ngày hôm nay cũng có rất là nhiều những ý kiến khác nhau cho rằng những cái phép lạ xảy ra trong hội thánh, những cái việc làm mà Chúa giải phóng con người, đó là quỷ làm cả. Tôi cũng không hiểu tại sao người ta lại có thể nghĩ ra như vậy. Nhưng rõ ràng ở câu kinh thánh này thì anh em thấy Chúa Giêsu nói như sau anh em. Câu 28-29 nếu ta nhờ Bê-đê-xê-bun mà trừ quỷ thì con các ngươi nhờ ai mà trừ quỷ ư? Bởi đó chính chúng nó sẽ xử đón các ngươi vậy. Mà nếu ta cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời để trừ quỷ thì nước Đức Chúa Trời đã đến tận các ngươi rồi. Câu 29. Hay là có kẻ nào ai vào nhà một người mạnh sức để cướp lấy của mà trước hết không trói người mạnh sức ấy sao? Phải trói người rồi mới cướp của nhà người được. Đây là câu kinh thánh mà chúng ta sẽ bắt đầu với sứ điệp buổi sáng ngày hôm nay. Chúa Giêsu nói rằng nếu
ta cậy thánh linh của Đức Chúa Trời mà trừ quỷ thì nước Đức Chúa Trời đã đến tận các người. Anh em biết tại sao anh Dũng của chúng ta thấy bình an? Anh chị em biết tại sao đời sống anh thay đổi? Tại sao anh trở nên như một con người mới và hiền lành, như một con người gọi là mới lột xác vậy? Bởi vì đơn giản một điều là nước Đức Chúa Trời đã đến với cuộc đời của anh. Và tại sao nước trời đến với cuộc đời của anh? Đó là bởi vì thánh linh của Đức Chúa Trời đã trói thẻ bằng sức trong đời sống của anh. Một chân lý hết sức đơn giản, nhưng nếu chúng ta nghiệm ra điều này, chúng ta có thể giúp được rất nhiều cuộc đời khác để họ lấy làm những gì mà Satan đã cướp. Qua câu 29, chúng ta thấy một lẽ thật ở đây là bản chất thật sự của việc đuổi quỷ là gì? Đuổi quỷ là một cuộc chiến. Đây là một cuộc xâm nhập và phải dùng cuộc vũ lực. Chúa Giê-xu nói là nếu mà mình vào nhà một người mà đúng sức mà không bắt trói người đó lại thì làm sao mà có thể lấy đồ? Cái đây là cái hình ảnh mà Chúa Giê-xu vẽ ra cho chúng ta để chúng ta biết được cái bản chất thật sự của những việc đuổi quỷ. Đuổi quỷ thực sự là một sự xâm nhập, tức là tôi bước vào nhà bằng cách nào đó Đức Thánh Linh đã bước vào linh hồn và tâm linh của anh em, bước vào cuộc đời của anh em, bước vào cái nơi đó. Và là gì ạ? Ngài phải dùng vũ lực, Ngài dùng sức mạnh để trói một cái kẻ mạnh sức đang hành động trong đời sống này. Kẻ mạnh sức này có thể rất là nhiều dạng khác nhau. Một người nào đó thì kẻ mạnh sức này có thể là tính nóng nảy. Một người nào đó kẻ mạnh sức này có thể là tính dâm dục. Cho nên ở đời này chúng ta đừng ngạc nhiên tại sao có những cụ già 80 rồi nhưng mà vẫn tà dâm, vẫn hiếp dâm những đứa bé 13, 14 tuổi. Tôi nói sau 80-90 rồi mà còn làm những việc đó, không phải họ làm, con quỷ ở trong họ làm. Cho nên chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi thế giới này đầy dẫy những điều ác, đầy dẫy những điều mà mình không thể giải thích được bằng cái tâm trí bình thường. Và chúng ta hay hỏi tại sao lại giết người, tại sao lại vì một cái việc giết người mà báo chí khi phanh phui ra thì họ khai ra, và những người giết người khai ra tại đó nó nhìn đều không, nó đã phi lý đang ngồi uống bơi uống rượu này đó, thằng đi hay nhìn ra là lúc cha đau luôn, không hiểu tại sao. Nhưng mà khi chúng ta nhìn vào Kinh Thánh, chúng ta sẽ trả lời được tại sao. Vì có một kẻ mạnh sức bậy bạ đang sống trong lòng của người đó. Và bây giờ cái bản chất thật sự của việc đuổi quỷ là Chúa Thánh Linh phải xâm nhập vào và còn trói nó. Đây cũng nói lên rằng là kẻ mạnh sức đó đang kiểm soát và chiếm giữ nhiều thứ trong cuộc đời của con người. Nó kiểm soát và nó chiếm giữ, nó cầm giữ, nó không cho anh em có thể sống tự do. Bởi vậy cho nên tại sao trong cuộc sống có những người rất giỏi mà không thể thành công? Anh em có thấy điều đó không? Có những học sinh học rất chăm chỉ mà thi không bao giờ đậu, anh em có thấy điều đó không? Có những người rất siêng năng làm việc nhưng không bao giờ tìm được việc làm, có đó không ạ? Chẳng hạn này là chúng ta đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác đúng không ạ? Nhưng mà tôi nói với anh em rằng Kinh Thánh cho chúng ta thấy rất là rõ ràng, có một cái mạnh sức ở trong con người đã kiểm soát và đã cầm giữ những sự tốt đẹp của con người. Nó không cho anh em có việc làm, nó không cho anh em thăng tiến, nó không cho anh em có thể đậu đại học, nó không cho anh em sống khỏe mạnh, nó cầm giữ. Và bây giờ nếu muốn thoát khỏi thì đơn giản thôi anh em, phải có một đấng nào đó mạnh hơn bước vào còn có nào thì nó mới còn không thể còn thì cũng chịu. Cho nên có những con người cả đời không thể tự do khi họ không biết đến những người sống uống năng lượng. Khi tôi nhìn thấy những cuộc đời như vậy, giảng phúc âm cho, nhưng mà rồi vì lý do này lý do kia người ta không thể đến với Chúa Giê-xu, tôi thấy tiếc vô cùng. Bởi vì anh chị em con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của Ma Quỷ, và chỉ có duy nhất Chúa Giê-xu mới có thể trừ khử được Ma Quỷ.
các thầy thông giáo và người Pharisee thì nói rằng Chúa Giêsu dùng quỷ để chữa được. Nhưng Chúa lại đáp lại rằng các ngươi nói mà không chịu suy nghĩ, các ngươi nói những điều mà phi lý vô cùng. Một nhà mà đánh nhau tan hoang thì nhà đấy có bền không? Một nước mà có nội chiến thì nước đó có bình an không? Có vững vàng không? Cho nên Satan không thể trừ Satan được, quỷ không thể trừ quỷ được. Nó cũng không ngu đến mức độ để nó làm điều đó. Nó phải giữ đất nước của nó phải giữ lãnh thổ của nó phải giữ tài sản của nó. Làm sao mà nó có thể chiến ngự, có thể đuổi nhau được? Cho nên hôm nay Chúa không đến này, tôi cũng muốn nói với toàn thể những anh chị em đã theo dõi cái bài giảng này. Tôi nói với anh chị em rằng đừng bao giờ nghĩ rằng thầy bùa có thể trừ quỷ được. Đừng bao giờ khi con bạn, người thân bạn bị quỷ ám mà lại đem đến thầy pháp, thầy bùa, thầy rút. Cái điều đó là điều trái kinh thánh và không bao giờ xảy ra đâu. Thầy bùa, thầy pháp, thầy rút chỉ có thể đưa quỷ vào người được chứ không thể trừ quỷ ra khỏi người được. Đó là sự thật. Nó đưa thêm bạn. Cho nên khi một con quỷ có ba năng lực ở trong anh em, đem đến ông thầy pháp cao tay hơn, nghĩa là có thể có một con quỷ có bốn năng lực nó đang kiểm soát ông thầy pháp đó. Thầy đang biết làm gì không? Ông thầy pháp ông sẽ đọc một câu niệm chú và ông nói con quỷ nhỏ trong thằng kia mày ngoài yên đó, bây giờ con quỷ lớn vô kiểm soát mày, làm việc đi. Và hai con đó cùng nhau chia tài sản. Và số phận của cái người đến đó sau 3 ngày, 4 ngày, 1 tuần sẽ tồi tệ hơn, kinh khủng hơn. Và rồi gia đình sẽ đem đến một ông thầy cao hơn nữa, con quỷ 5 quyền lực. Thầy nói bảo con quỷ 3, 14, không mày ngồi yên lên để ta vô ta kiếm mấy mà ra. Và cứ như vậy đến một lúc thì mấy thầy pháp nói là tôi chịu rồi, tôi không sợ được nữa, thôi về nhà kiếm gì ăn đi rồi chết. Thế là đủ quỷ ở đất nước chúng ta. Cho nên hỏi anh chị em, hãy đến với Chúa Giêsu. Hỏi các bạn ơi, nếu chúng ta có những nan đề về ma quỷ, hãy đến với Chúa Giêsu, vì con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của mình. Đó là tin lành, đó là phúc âm. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ xem một câu chuyện, và tôi lấy tựa đề của bài giảng ngày hôm nay là câu chuyện của người điên. Câu chuyện người điên chắc anh em đón được, tôi sẽ đọc ở đâu nào. Có một người điên ở Gê-sa-rê đó. Tôi sẽ đọc câu chuyện đó và chúng ta sẽ học một số điều về kẻ thù của chúng ta, để anh chị em biết nó và chúng ta không sao vào bẫy nó, để anh chị em biết nó và có thể dễ dàng trừ khử nó, để anh chị em biết nó và có thể sống tạm trên đầu nó. Anh chị em, chúng ta là người đã được tái sanh, chúng ta được gọi là con cái Đức Chúa Trời, có năng lực, có thẩm quyền để giải đáp đòn sợ, và chúng ta không sợ nó. Chúng ta đã thắng nó. Nhưng chúng ta học câu chuyện này để chúng ta hiểu và có thể giúp đỡ được nhiều người khác. Câu chuyện này, ở trong mắt trên năm, tôi sẽ đọc anh em cùng lắng nghe với tôi nha. Tôi lấy tựa đề bài giảng này là câu chuyện của người điên. Đức Chúa Giêsu cùng môn đồ qua đến bờ biển bên kia trong miền Gê-sa-rê. Ngài mới ở trên thuyền bước xuống, tức thì có một người bị tà ma ám từ nơi mồ mả đi ra đến trước mặt Ngài. Người thường ở nơi mồ mả dầu dùng xiềng sắt cũng chẳng ai còn đó được nữa, vì nhiều lần người bị cầm chân hoặc bị xiềng rồi bẻ xiềng tháo cùng, không ai có sức trị được. Người cứ ở nơi mồ mả và trên núi ngày đêm kêu la và lấy đá đánh vào mình. Người thấy Đức Chúa Giêsu ở đằng xa chạy lại sắp mình xuống trước mặt Ngài mà kêu lớn rằng: Hỡi Đức Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời rất cao, tôi với Ngài có sự liên tranh. Tôi nhân danh Đức Chúa Trời mà khẩn cầu Ngài, xin đừng làm khổ tôi. Vì Đức Chúa Giêsu vừa phán cùng hắn rằng: Hỡi tà ma, phải ra khỏi người này. Ngài lại hỏi rằng: Mày tên gì? Thưa rằng: Tôi tên là Quân Đội, vì chúng tôi đông. Nó lại phán: Xin Ngài đừng đuổi chúng nó ra khỏi miền đó. Và chỗ đó tại trên núi có một bầy heo đông lương ăn. Các quỷ cầu xin Ngài rằng: Xin khiến chúng tôi đến với bầy heo ấy để chúng tôi nhập vào chúng nó. Đức Chúa Giêsu cho phép. Các tà ma ra khỏi người đó bèn nhập vào bầy heo. Bầy heo từ trên bực cao vung tâm đòn xuống biển, có độ 2000 con heo chết chìm cả dưới biển. Những kẻ chăn heo trốn đi, tin đồn này ra khắp các thành và trong nhà quê.
dân sự đổ ra làm xem điều gì đã xảy ra. Vậy chúng đến cùng Đức Chúa Giêsu, thấy người đã bị nhiều quỷ ám, đang ngồi mặc quần áo, trí không bình thường, bình tĩnh thì sợ hãi lắm. Những người đã thấy việc đó thuộc cho họ nghe chuyện đã xảy đến cho kẻ bị quỷ ám và bầy heo. Chúng bèn xin Ngài ra khỏi địa phận này. Lúc Ngài đứng bước vào thuyền, người trước đã bị quỷ ám xin ở lại với Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu không cho, phán rằng: hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi, mà thuật lại cho họ điều lớn lao thế nào Chúa đã làm cho ngươi và Ngài đã thương xót ngươi cách nào. Vậy người đi ra đồn trong xứ Decapolis những điều lớn lao thế nào mà Đức Chúa Giêsu đã làm cho mình, ai nấy đều làm lạ. Amen chị em. Cảm ơn nha. Và chúng ta hôm nay sẽ học câu chuyện này. Học câu chuyện này. Đây là một câu chuyện rất là đặc biệt. Bởi vì cái bối cảnh mà cái cách mà Chúa Giêsu đuổi quỷ ở đây nó khác hoàn toàn với những câu chuyện khác. Điều đầu tiên mà chúng ta thấy ở trong câu chuyện này là không có ai đem cái người bị quỷ ám đến cho Chúa này. Cả đúng không? Phải đem. Cái điều này là điều rất là khác hoàn toàn luôn. Chúa Giêsu tự lên. Ha. Ngài tự lên thuyền rồi Ngài sang bờ bên kia. Nhiều cái giáo lý ngày hôm nay nói là đừng có đi tìm quỷ mà đuổi, nguy hiểm lắm. Không, mà đúng thế. Tôi nghĩ rằng nếu mình tự đi tìm quỷ mà đuổi thì nguy hiểm thiệt. Nhưng nếu Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta để đi đuổi quỷ thì là chuyện khác. Bảo anh nha. Ở đây tôi tin rằng Đức Thánh Linh đã cảm động Chúa Giêsu để Ngài biết rằng phía bên kia sông có một cuộc đời đang đau khổ. Phía bên kia biển có một con người đang bị hành hạ ngay đây bởi một quỷ vật, và bởi lòng thương xót của Chúa, bởi sự nhân từ vô bờ bên của Chúa, Ngài đã lên thuyền vượt biển qua bờ bên kia chỉ vì một linh hồn. Anh em thấy không? Và tôi ngẫm câu chuyện này tôi thấy nếu chỉ có một con người phạm tội trên đất này thôi thì con Đức Chúa Trời cũng bằng lòng chết trên thập tự giá cho chúng ta. Và đọc câu chuyện này tôi cũng thấy rõ ràng lời Chúa Giêsu nói rất đúng. Một linh hồn thì quý hơn cả thế gian. Anh em, cho nên để cứu một linh hồn chúng ta đừng tiếc thời giờ. Để cứu một linh hồn chúng ta đừng tiếc tiền bạc. Để cứu một linh hồn chúng ta đừng tiếc sức khỏe. Hãy sống vì linh hồn. Hãy tìm cứu những linh hồn. Hãy cầu thay cho những linh hồn. Hãy cầu nguyện cho những linh hồn. Hãy giải cứu những linh hồn. Hãy giảng lời Chúa cho những linh hồn. Tôi nghĩ rằng câu khó đó của anh em không phải là câu đơn giản. Chúa sẽ thưởng cho những con người tìm và cứu những người cứu mạng. Và cái câu chuyện này Chúa Giêsu đã đi qua. Ngài đi vì một linh hồn. Và khi ngay qua bờ bên kia thì hiện tượng đặc biệt đã xảy ra. Đó là có một người đi đã chạy đến tìm Ngài quỳ dưới chân Ngài. Và như những gì xảy ra thì Ngài được nghe. Ở đây chúng ta sẽ học một vài cái chân lý ở đây. Thứ nhất, ngày hôm nay tất cả những biểu hiện về điên khùng thì hầu như trong giới y học là họ tống vào bệnh viện tâm thần. Ở đâu nhỉ? Hãy ai mà điên khùng thì thôi, do bệnh viện tâm thần thôi. Nhưng mà có những người vô bệnh viện tâm thần không bao giờ bớt. Và người ta giải thích rằng người này hết thuốc chữa rồi, cho nên thôi chắc là nhạc xích lại. Lúc tôi còn thiếu niên khi ở vùng quê, tôi thấy có nhiều người của mình điên loạn như này. Rồi đi vô Sài Gòn chữa, đi vô Biên Hòa chữa. Họ ở trong đó một vài tháng, họ về nhà, họ điên lại. Có những biểu hiện rất là buồn cười. Nhưng lúc đó tôi chưa biết Chúa Giêsu, tôi chưa đọc Kinh Thánh, cho nên tôi cũng nghĩ như họ nói thôi. Ở ngày nó chạm mặt đó, đi không này, chạm mặt thì là thần kinh nó có vấn đề, có nó đứt dây thần kinh gì đó, rồi nó bị chạm, sau đó nó đi. Thì tôi cũng tin rằng là người ta nói là nó chạm nó đi, tôi cũng không biết. Nhưng mà khi đọc Kinh Thánh rồi anh em ạ, thì mình hiểu là đi cũng có nhiều loại đi nữa, chứ không phải một loại đi. Dĩ nhiên thần kinh nó đứt nó chạm mặt thì nó mới đi. Nhưng mà bây giờ câu hỏi đặt ra là ai làm cho thần kinh nó chạm mặt nữa? Phải không? Và ở đây chúng ta sẽ học cái bài học này để chúng ta có cái cách để phân biệt giữa cái điên tự nhiên và cái điên mật thường.
Cái đêm tự nhiên là cái đêm ví dụ như là đang đi có cái mặt trần rớt đầu cái tức như là trên đi là chuyện có thể xảy ra chứ. Đó mà đang đi lên nó rớt cây gỗ, nó đập vô cái gáy cái là chạm dây thần kinh đi, chuyện bình thường. Đó là đêm bình thường. Nhưng có những cái đêm bất thường là cái đêm của cái người này. Anh chị em nhìn xem tại sao nó bất thường. Một là người này chỉ sống nơi mồ mả và kêu la suốt ngày. Anh em có thấy người ta hay nói là ma nó thường ở nghĩa địa không? Ban đêm 1-2 giờ ra nghĩa địa thấy ma liền, đúng không? Thấy liền. Ma nó thường ở nghĩa địa và cái người này nó ở nghĩa địa và kêu la suốt ngày. Cái bất thường thứ hai anh em thấy là gì ạ? Không có xiềng xích nào xích được người này. Một người điên ở nghĩa địa thì anh muốn cái gì đâu? Tôi nghĩ là chẳng cái gì anh. Nhưng mà xích ở đâu ra mà bẻ xiềng, bẻ lông, bẻ tội anh em? À, tại sao chúng ta không suy nghĩ về điều này? Cho nên hồi tôi 14, 15 tuổi, ở gần nhà tôi có một anh thanh niên, anh bị điên. Và người ta nói này bị chạm mặt, người ta phải đi chữa. Nhưng mà bây giờ tôi mới đọc câu chuyện này, tôi nghĩ là không phải. Anh em biết anh này sao? Nhà anh ấy, nấu một lúc 3 nồi cơm. Anh ăn lúc 3 nồi luôn. Không biết làm chúa đâu trong bụng. Tôi nói, cái thằng này sao nó điên, anh kinh khủng. Nấu rồi mà ăn hết rồi đó. Đó. Rồi thịt thà rồi cái gì là không cần nấu đâu. Không cần nấu, ăn hết. Đùi gà rồi thịt lợn, thịt bò mua ở chợ về là cứ vậy ăn thôi. Ăn 3 nồi một lúc. Và anh chị em ạ, những cái sự biểu lộ bất thường này dẫn cho chúng ta đến một nhận định rằng con người đã điên là một sự quỷ rồi. Anh em chết. Cho nên bài học ở đây là điên thì dĩ nhiên có hai loại điên, điên bình thường thì không bàn, nhưng mà chúng ta có thể nhìn những biểu hiện bề ngoài thôi để nhận định xem con người này điên từ đâu. Nếu như anh em thấy một người điên mà 7 người đề không được thì chắc là có một quỷ mạnh sức đó. Nếu anh em thấy một con người điên mà ăn 5 nồi cơm mà không đó thì chắc chắn có con quỷ đói đó mà. Anh có thể đói nó mang như thế chứ. Con quỷ rất bất thường. Hoặc là những người điên mà đi trên dây mà không cần phải còn ai gì hết thì có một quỷ thích làm xiếc trong đó là bất thường mà. Cho nên những cái thứ mà bất thường này làm đến từ quỷ, vì ma quỷ là kẻ bị thần kinh, đúng không chứ? Có người nói đùa là ngày xưa Chúa treo lên thập tự giá, nó đến mò đến đặt đầu nó phát, giờ nó bị chấn thương sọ não, giờ điên điên cuồng cuồng, cho nên hãy nhập vô người nào thì điên điên cuồng cuồng, rất buồn cười. Nó làm những cái điều rất là buồn cười. Và những cái thứ này nó mượn cái thân xác của con người, nó kiểm soát con người, nó hành hạ con người và nó thể hiện cái bản tính. Đó là điều thứ nhất mà mình học được. Cho nên điều thứ nhất mà mình học được ở đây là hễ những cái biểu hiện siêu nhiên ở trên một con người thấy được bằng mặt thường thì mình có thể nhận định được rằng những cái triệu chứng, những cái bệnh tật, những cái điên loạn đó đến từ cái thế giới của mình là nó. Cho nên tôi cũng có thể nói ngày hôm nay á, phủ nhận không có ma quỷ là thành công lớn nhất của Satan trong thế giới hiện nay. Anh em thấy ngày thế kỷ 19, 18, 20 khi khoa học bắt đầu phát triển, người ta nghiên cứu sao hồi và nói là chẳng ma, chẳng quỷ, chẳng thần gì cả. Và Satan nó thích cái điều này lắm. Nó thích con người nói rằng nó không có. Nó thích cho mọi người nói rằng là ô, có ma quỷ gì đâu. Mà Satan nó cười khói ra, là cái tao lừa được tụi bay. Nó lừa được anh tỷ ơi, tao sờ sờ đây mà nó nói tao không có, sướng quá. Cho nên phủ nhận không có ma quỷ là thành công lớn nhất của Satan trong thế giới hiện nay. Kinh Thánh thì nói liên tục, nhưng ngày hôm nay rất nhiều người nói không có. Và càng nói không có thì càng bị nó hành hạ, càng có những điều không giải quyết được. Đó là cái bài học thứ nhất anh em. Bài học thứ hai mà chúng ta học ở đây là rất là lùng ở chỗ là Chúa Giêsu vừa bước ra khỏi thuyền xuống dưới cái mảnh đất đó thì cái người này tự động chạy đến và quỳ xuống la trước mặt Chúa. Ôi con Đức Chúa Trời ơi, đừng hành tội. À, chúng ta học gì ở đây anh em? Là người điên mà bị quỷ ám đó, hay là người mà bị quỷ hành hạ đó, luôn luôn có những phản ứng trước sự sức giàu của Đức Thánh Linh. Anh em nhớ điều này nha. Anh em thấy trong hội thánh mình đúng không ạ? Cũng có những người bị quỷ ám đó, vừa bước vào cửa kia là người luôn,
đến cái bàn mà ghi cái phiếu nhu cầu là tay cứ rung rung bật lên đây, cái là ngã cửa ra luôn. Nó phản ứng bình thường không phản ứng, mà hãy trước sự sức dầu là nó phản ứng. Anh em đã nhớ là cách đây cũng lâu lâu rồi, có anh mà bị điên 30 năm đến đây không ạ? Anh vừa bước vào cửa này, anh la hét ông sao mà tôi xuống, anh nói như thế này nè: sư phụ ơi, sư phụ đưa con vô đây là thôi chết con rồi, sao con tu được nữa? Ở đây nóng quá, sao con tu lộ con hết rồi. Tự nhiên vô cửa lại nói câu đó: tu gì ở đây mà tu, con quỷ mà. Quỷ mà nó cũng bảo nó tu. Nó buồn cười. Cho nên phải bài học là anh chứ, dưới sự sức dầu của Chúa, ma quỷ sẽ có phản ứng và lỗi gì. Anh em nhớ câu chuyện Chúa Giêsu bước vào nhà hội để giảng không? Anh sẽ mát không à? Ngày đang giảng xong có người ở dưới la lên: ô, tôi biết ông lại, ông là con Đức Chúa Trời, tại sao ông đến ông hành hạ tôi trước thời gian? Rồi Chúa nói: mày im đi, ra khỏi nơi này. Ngã mặt xuống ở đây. Mà cái người đó nha, trước đây anh vô nhà hội á, ngồi đúng số ghế đi, rất đúng giờ, cầm kinh thánh đồ trong là đạo, mà cái gì xảy ra? Mà Pharisee thầy thông giáo giảng suốt ngày, anh này rất là ngon đạo luôn, đi anh đi rất là chăm chỉ luôn, thứ bảy nhà hội là cũng có mặt. Nhưng mà chỉ khi Chúa Giêsu xuất hiện thì người này mới là cả thằng. Cho nên coi chờ nha, mình mà đi vào những cái hội tôn giáo lễ nghi, mình ngồi suốt đời thì thấy ma quỷ xuống nó chỗ đây ấm quá, nó tuyệt vời, việc gì ta phải lội gì. Nhưng mà đến những hội thánh nào đây dạy thánh linh thì nó sao đây là này. Là này. Cho nên ông TV Joshua ông khuyên một lời khuyên rất là hay mà tôi cũng muốn nói đây. Ông bảo á, ông nói là ở các thanh niên thiếu nữ ơi, trước khi kết hôn á thì cả hai hãy dắt đến đây với tôi để tôi kiểm tra xem cái con quỷ nào trong anh con chị á. Khi kết hôn rồi hai con đã nhập lòng màu rồi, hơi căng không ạ? Đó đúng không? Cho nên trước khi kết hôn thanh niên thiếu nữ nó phải đi kiểm tra, mà không phải kiểm tra sida, không phải kiểm tra bệnh gì bệnh đó, kiểm tra xem được cái con quỷ nào trong đời sống mình. Khó cái tóc một cái ra cái loại gì đó, có con gà nào nhảy ra, có con lợn nào kêu lên đó, thì chúng ta phải kiểm tra. À, khi mình đời sống tâm linh sạch sẽ, tâm hồn được giải phóng rồi thì hôn nhân là thiên đàng. Cho nên đôi khi nó ẩn ở trong đó, nó ẩn trong người vợ, nó ẩn trong người chồng. Anh em thấy những ca giải cứu nào? Có một nhà truyền đạo người Ấn Độ rất là được ơn, tây ơn, dẫn một người vợ đi vào nhà hội đi vô xe để giải cứu. Thì mà khi mà gõ tay lên đầu của người vợ một cái, nhảy tinh tinh lên la lên bảo hỏi: mày là đứa nào? Tao là con quỷ này, mà phá chức vụ của nó, tôi làm cho nó zero. Nó suốt ngày cái giảng đạo bây giờ cho nó zero. Làm là sao? Mà hỏi anh chồng phải đúng không? Đúng rồi. Anh thì đi giảng đạo suốt ngày, còn bà vợ anh sao sao anh giác? Bà không giải quyết được, không cách gì giải quyết được. Chức vụ nhiều khi sụp đổ với những sự này, cho đến khi được Đức Chúa Trời giải quyết. Cho nên anh chị em ơi, nhất là những anh chị em ở trong gia đình rồi, có người vợ người chồng, hãy nhìn những biểu hiện của nhau. Có lúc nào mà mình nóng giận phi lý không? Có khi nào mà mình ghen tuông vô cớ? Có khi nào mà mình suốt ngày cứ kiếm chuyện không? Thì coi chừng đi đâu đó quỷ nào trong đó nào ạ? Không đó, nó phá nhau, dùng vợ dùng chồng để phá nhau, phá chức vụ, phá sự nghiệp, phá công ăn chuyện làm, phá mọi mối quan hệ, phá tất cả mà mình không biết. Anh chị em ơi, chỉ ở dưới sự sức dầu nó mới lội gì, còn bình thường mình cứ nghĩ bình thường. Tôi giận mà không biết vì đâu tôi giận, tôi nóng mà không hiểu vì sao tôi nóng, tôi bực mà không hiểu vì sao tôi bực, thì cái vì sao đó không thường là đến từ không nguyên nhân. Dưới sự sức dầu nó sẽ lộ diện. Chúng ta đi tiếp anh nha. Và rồi dưới sự sức dầu nó lộ diện đây thì con quỷ nó mới chạy đến, nó nói với Chúa: Chúa ơi, nó nói ông ơi đừng có hành tôi, và nó xin phép Chúa là đừng có đuổi nó xuống vực sâu. Nó sợ vực sâu, mà quỷ rất sợ vực sâu. Cho nên khi anh em đuổi quỷ á, hãy nhớ nói cho nó một chỗ để nó đi. Ta nhân danh Giêsu ta truyền mày xuống vực sâu.
Và nhân danh Giê-xu ta gửi mày ra biển Đông ở. Và nhân danh Giê-xu ta truyền cho mày sang châu Phi ở. Phải không? Chỉ cho nó một chỗ cho nó đi. Không, đó là sự thật chính thức này. Không phải tôi nói giỡn đâu. Phải nói cho nó một chỗ để nó đi. Và Chúa Giê-xu truyền cho nó, chuẩn bị truyền cho nó đi. Và xuống cuộc sau thì nó sợ truyền nó và nó phải xin Chúa. Thì trước khi truyền đi, thì Chúa hỏi là ngươi tên là gì? Chúa hỏi mình. Đây là một chỗ duy nhất trong kinh thánh khi đủ quỷ, Chúa hỏi tên của mình. Còn bình thường Chúa nói rằng gian, hỏi tà ma ta truyền mày ra khỏi người đó. Hỏi tà ma cấm mày hành hạ người đó. Hỏi tà ma mày phải rơi khỏi người đó. Và Chúa truyền để Chúa hỏi tên. Nhưng chỗ này Chúa hỏi tên. Rồi tại sao? Tôi cũng thắc mắc nhiều chỗ này. Mà khi tôi tra ra đó, thì thật sự cái câu mà mình dịch là ngươi tên gì đó, thì hiểu đúng là như thế này. Bản chất ngươi là gì? Có thể gọi ngươi như thế nào đây? Đó, Chúa Giê-xu hỏi là hỏi cái đó. Bản chất ngươi là gì? Tức là Chúa đang hỏi cái bọn quỷ 2000 con ở trong này đó, nhiều bọn quỷ đó, là cái bản chất mày là gì? Thì nó phải khai ra nó là quân đội. Chứ không có cái con quỷ nào tên là quân đội hết. Bản chất đó là quân đội. Nghĩa là nó có một cái sự liên kết, có một cái sự vào quân đội đó. Thì dính đến sao? Bạo lực, chiến giết, sợ hãi, chiến tranh mà. Cho nên anh chị em có để ý thấy rằng là cả cái vùng dân của người Gê-sa-rê này họ sống trong sự sợ hãi không? Có phải cái người này sống trong bạo lực không? Suốt ngày cứ đánh chém rạch mình rồi máu me chảy ra hết cũng sao không? Đúng thế. Cho nên con quỷ có bản chất nào khi nhập vào một con người thì đã thể hiện đúng bản chất. Nếu con quỷ dâm dục nhập vào một người, người đó suốt ngày sống trong sự dâm dục. Nếu con quỷ nghiện ngập mà con quỷ trói buộc mà nhập vào một người thì người đó lúc nào cũng bị cuốn đến cái sự nghiện ngập, rượu chè, thuốc lá, ma tí, rồi đủ thứ chuyện. Nếu một con quỷ trộm cắp tham lam mà ở trong một con người thì người đó suốt ngày cứ thích tay quấy lấy đồ người khác. Cho nên anh em đừng ngạc nhiên khi thấy có những người rất sang trọng, không thiếu tiền của, nhưng mà cứ đi siêu thị là phải có cái gì đó đem về. Anh em ngạc nhiên không? Thấy ngạc nhiên không? Không phải người đó thiếu, không phải người đó thiếu tiền, nhưng mà có một cái quyền lực bên trong nó suối người ta phải lấy cái đó. Hình như là cho được cái gì nó mới sớm ra cái kiểu đó như vậy. Chứ còn ở tiền mua đó không có, mà phải cho cái gì đâu hình. Chúng ta đã cho được cái này sướng quá. Thế con quỷ nó sướng với những cái điều đó, nó thỏa mãn với những cái điều đó, nó hài lòng với những cái điều đó. Cho nên anh em thấy bài học chúng ta học là gì? Phải con quỷ có bản chất nào thì nó nhập vào người, nó thể hiện ra con người và cái bản chất. Cho nên những kinh nghiệm của quỷ ở đây là gì? Khi mình được ơn phân biệt các thần, mình nói đúng bản chất nào, nó là gì đấy. Trong kinh nghiệm đủ nghĩ của tôi nhìn thấy có những cái ca mà cứ mình cầu nguyện là mày ra đi, quỷ ma ra đi, nó cứ còn ra trơ này, giờ mày xử lý sao, sao nó cứ ra trơ như thế này mãi sao được. Nhiều khi cũng nản ghê luôn chứ, quỷ mày ra mà nó chẳng ra gì cả, cứ mọi người vẫn khởi như thế này. Xong rồi có những cái lần tôi phải thầm cầu nguyện ở trong lòng, nói Chúa ơi, đó chứ không biết nó là đứa nào. Nó tức ý là tôi đang hỏi Chúa là nó là bản chất gì. Tự nhiên có một giọng nói bên trong, giọng nói bên trong, tự nhiên giọng nói bên trong, ví dụ thôi, cái hai từ bị danh dự, hoặc là hai từ là buồn bỏ, hai từ là cay đắng, hai từ là ví dụ như sự chết, ví dụ thế. Có hai từ như vậy thì Chúa tạo. Khi tôi nói là ta biết mày rồi, hỏi đến sự chết mày phải tội gì, mày hiểu lời đi, ta biết mày trong đây, là tức người đó bắt đầu đông dịch. Cho nên cái đây là cái điều mà chúng ta nhìn thấy khi mà nói đúng bản chất đó, gọi đúng tên đó, thì nó là gì? Giống như bây giờ tôi trả lời quý đúng không? Tôi đang đi như thế này, có người đằng sau kêu hùng ơi hùng ơi, mà tôi quay lại. Nhưng mà cái người như nó quý không, tôi là đứng quay lại. Cho nên con quỷ nó cũng giống vậy, khi nhân đuổi mà anh em cứ nói nó là con quỷ không tha thứ, mà anh em cứ nói mày dâm dục mày đây, tao dâm dục đâu rồi. Nói giận người ta, tao phải nóng giận đâu mà kêu. Nhưng mà khi anh em nói không tha thứ, tao biết mày rồi đó, làm tức phản ứng lên.
đó là bài học. Cho nên chị em, khi đủ quỷ chúng ta phải có ơn phân biệt. Phân biệt các thần là một trong ba ơn sự bày tỏ rất là quan trọng trong công tác đủ quỷ giúp đỡ người khác. Còn khách lệ chị em hãy ước ao cái ơn tứ thiên liêng. Vì nếu chúng ta không có những ơn tứ thiên liêng, chúng ta sẽ bó tay trước những quyền lực mà mặt mặt người khác. Phải có ơn để chúng ta phân biệt. Và ở đây Chúa Giêsu hỏi nó là mày tên gì, có nghĩa là thế bản chất mày là gì. Thì nó khai ra là ta là buôn nội, à, nghĩa là buôn nội là cái đúng không, bạo lực sợ hãi tâm chén chiến tranh giết người đó. Và không vì nó đông nữa, nhiều quỷ 2000 con rồi. Và cho nên khi mà nó khai ra đâu à, thì Chúa biết là Chúa biết cách để mà xử lý nó rồi. Và bây giờ tiếp theo là sao nhé? Tiếp theo là nó nói một câu rất là hay. Nó nói là bây giờ cha cứ nhập vô cái bầy heo kia, đừng có đuổi tôi ra khỏi cái vùng này. Câu này cho chúng ta học được một điều gì chứ? Còn người có một bài học thuộc linh rất quý này. Có nghĩa là ma quỷ đó nó có thể cai quản một vùng địa lý. Ví dụ nó có thể cai quản cả một thành phố, nó cai quản cả một ngôi nhà, nó cai quản cả một cái đình hiển miếu nào đó. Đó là sự thật. Và khi con người bước vào vùng lãnh thổ của nó, tâm tâm này không là nám người đó đi, không là ảnh hưởng người đó đi. Đó là lý do tại sao anh chị em hãy chú ý, nếu Chúa không cho phép thì đừng bước vào những nơi nào có ma quỷ. Anh chị em hãy chú ý điều này tôi nói. Có những người đi đám tang về bệnh luôn. Dĩ nhiên là đám tang này là tôi nói đám tang tin lành, tôi đang nói đến những cái đám tang mà chấp chen suốt ngày từ sáng đến chiều. Không phải mỗi lần tụng bài thì ma quỷ nó đến đây rồi như rồi luôn. Thì khi mà đến đó, linh sự chết có thể tấn công anh chị, linh sự chết bu đầy đó và về anh em có thể bệnh. Tôi làm chứng cho anh em, mẹ tôi là năm nay 84 tuổi, có lần bà gì bà mất, mà bà gì thì bà không có tin Chúa, cho nên khi bà mất á, bà thuê người thân, bà thuê thầy cúng, thầy chùa, thầy gì cúng tổ suốt ngày từ sáng đến chiều. Và vì là chị mà, cho nên bà phải đến. Bà đến bà ngồi nhìn cái xác này, bà nhìn mấy người tổng thống. Và khi về một cái là bệnh luôn. Mà bệnh này là đi uống thuốc không hết. Bình thường bệnh chữa là hết, nhưng mà bây giờ không hết. Nó cứ dai dẳng, ho, hen, rồi nóng lạnh, nóng sốt, đủ thứ mà không hết. Và cuối cùng điện vào trong này, tôi lập tức và anh em biết sao. Khi tôi về đặt tay lên bàn, tôi cảm nhận thở linh sự chết đang tấn công này. Và khi tôi truyền lệnh tất cả quyền lực từ cái đám chết này, mày phải rơi khỏi thân thể của mày là đi ra. Anh chị biết, chiều đó bà hết ngay lập tức. Cho nên khi chúng ta bước vào một vùng lãnh thổ của Satan, nó có thể tấn công mình gì. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay giữa thiên hạ có thể đồn là có những ngôi nhà có ma. Mà người ta đồn cái đó không phải không có lý đâu nha chị. Nếu một ngôi nhà mà có người thất cổ tự tử ở đó thì linh sự chết cai trị trong nhà. Nếu trong nhà có người tự sát, trong nhà có những cái sự gọi là bậy bạ đó, thì tà linh có cái bản chất đó cai trị trong căn nhà. Những cái nơi mà làm nhà thổ, những cái nơi mà làm lễ tiết, những cái nơi nhà chúa có linh dân dân bạc. Những cái thành phố cờ bạc có linh cờ bạc. Những cái nơi mà đèn đỏ, ví dụ ở những cái đất nước phương Tây họ cho phép cả cái thành phố hành nghề mại dâm, thì tà linh mại dâm sống ở tại thành phố này. Tất cả những cặp vợ chồng nào đến đó mà sống thì khả năng ly hôn ngoại tình là tăng lên rất là nhiều lần. Chúng ta hãy biết rằng vùng lãnh thổ nào bị cai quản bởi con quỷ nào thì người dân ở đó mặc lấy cái bản chất của nó. Đó là lẽ thật kinh thánh. Đó là lý do tại sao người dân ở Gerasa này họ luôn luôn sống trong sự sợ hãi. Anh em thấy không? Sống sợ hãi. Chúa Giêsu giải phóng một người điên, Chúa Giêsu chữa lành cho một người điên, mà họ kéo cả làng để họ coi. Sao mà sợ quá bảo thôi chú đi chỗ khác đi chú.
không hiểu. Đọc chỗ này nó sao nó lạ nhỉ? Trong khi thành Sikha ở Samari, thì khi người đàn bà Samari được giải phóng thì cả làng vui mừng chạy đến với Chúa. Còn ở đây thì nói thôi, tôi mời ngài đi chỗ khác. Anh thấy lạ. Bởi vì linh sợ hãi cai trị đời sống. Linh sợ hãi cai trị đời sống. Cho nên lẽ thật thứ ba mà chúng ta học ở đây là gì? Là Satan và các quỷ có thể cai quản một vùng địa lý, một ngôi nhà, một ngôi làng, một thành phố, một đất nước. Và bản chất của con quỷ đó thể nào thì người dân bị ảnh hưởng. Cho nên có những nơi mà ở đó toàn bệnh ung thư, có những nơi mà ở đó chọc vợ chồng nào cũng ly dị đó, có những vùng đất không thể làm ăn được chỉ có nghèo đói thôi, còn có những vùng đất chỉ có bệnh ung thư thôi. Anh chị em nên ngạc nhiên khi mà đọc kinh thánh mình sẽ thấy có những vùng quỷ đó đang thống trị vùng đất này. Và cái mà vùng đất đó làm là dạy gian phúc âm của Chúa Giêsu. Amen. Phúc âm của Chúa Giêsu. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu khi cái người tỉnh táo này đòi xin theo Chúa được một môn đồ mà biến đổi như thế này thì chắc Chúa Giêsu mừng lắm chứ. Chúa Giêsu sẽ nói với người người tuyệt vời đấy, người đi theo ta để làm chứng tuyệt vời đấy. Nhưng mà Chúa nói sao thôi, người ở lại đi. Bởi vì Chúa biết này, vùng đất Gê-ra-xê này cần phúc âm của Chúa. Vùng đất này cần phải được rao giảng tiếp tục. Vùng đất này cần phải được làm chứng tiếp tục để giải phóng họ. 2.000 con này là chỉ có 2.000 con ở trong cái người điên thôi, còn bên ngoài thì vài triệu con không biết, không còn nhiều lắm. Quân của nó thì thôi tràn ra, đúng không? 2.000 con này là chỉ ở trong một con người điên thôi mà đã sống 2.000 con rồi, 2.000 con quỷ rồi, thì hỏi chứ cả làng cả thành phố đã biết bao nhiêu thứ rồi, nhiều vô kể. Và Chúa Giêsu biết rằng cần phải để người này lại, để người này tiếp tục làm chứng, tiếp tục giảng phúc âm, tiếp tục để giải phóng cả cái vùng đất này khỏi cái quyền lực của tà linh buôn đạo này. À, là cái lẽ thứ ba mà chúng ta vừa học. Cuối cùng chúng ta thấy một điều gì rất là hay là ma quỷ thì cần một thân xác để nhập vào. Nó có thể nhập vào con người, nó có thể nhập vào con mèo, con chó, con lợn. Anh em biết mấy con gà mở cửa mã của người dân ngày xưa lúc con thiếu niên rồi hay để ý mấy gà mở cửa mã, đem mấy con gà để nó cúng cái gì đó ngồi con gà chạy lòng vòng và điên. Và bây giờ con mới hiểu là quỷ nó nhập vô con gà rất là tội nghiệp. Cho nên 2.000 con heo này khi bị quỷ nhập vô một phát lao đầu xuống biển chết, cũng thấy tội với con heo này thiệt. Con tự nhiên chết con. Tự nhiên lên chết con. Trong một ngày tự nhiên lâu đâu mình chết sắp 2.000 con. Còn đúng đầu quỷ là được. Nó lâu đầu chết. Nhưng bài học của linh quý hơn ở chỗ này là bài học này. Heo là loài vật ô uế trong thời học. Tại sao người điên này không lao đầu xuống biển mà 2.000 con heo lao đầu xuống biển? Đó là câu hỏi mà chúng ta cần phải thắc mắc ra đây. Thế nó sống với người điên này bao nhiêu năm mà sao người điên này không nhảy xuống biển mà hãy nhập cho con heo là heo lao xuống biển? Heo là loài vật ô uế. Anh chị em ơi, khi sự sáng của chúng ta, khi ánh sáng của ngài đến thì mọi ô uế nó phải ra đi. Đó là lý do ngày hôm nay mà nhiều người sợ tin Chúa. Vì khi tôi tin Chúa rồi thì những điều gì bất chính, những điều gì mà tôi từng sung sướng nó ra đi hết rồi thì tôi sống bằng cái gì nữa? Nó không dễ. Ôi tôi tin Chúa rồi thì tôi không còn được lừa dối cờ bạc nữa. Ôi tôi tin Chúa rồi tôi không được tài dâm mọi tình nữa cũng nữa. Cho nên thôi, từ từ hẳn tin. Thế là sự thật. Cho nên bài học của mình là khi ánh sáng lên, mọi điều gì ô uế phải lao đầu xuống biển hết. Mà người dân Gê-ra-xê này nói Chúa ơi, con Chúa ra khỏi vùng này đi,
Chứ Chúa ở đây thì chắc là 6-7 ngàn con đó, 12 tiếp xuống. Thì bọn con lấy gì mà sống? Nuôi heo mà. Cái vùng đất này họ nuôi heo. Mà heo là con vật ô uế ở vùng trung tâm. Tôi không hiểu lý do tại sao người dân này là dân gì mà họ lại ăn thịt heo trong cái vùng đất này. Lạ lắm. Nhưng cái vùng cả cái vùng trung tâm không có một cái chỗ nào mà nói rằng là chăn heo. Nhưng mà cái vùng đất này là người ta chăn heo. Và tất cả đều bị tan tành trong cái vùng của chị vùng đó. Cho nên lẽ học thứ tư mà chúng ta học được ở đây là gì? Khi Chúa Giêsu bước vào đời sống của con người, khi Chúa Giêsu bước vào đời sống một gia đình, khi Chúa Giêsu bước vào đời sống một thành phố hay một quốc gia, thì tất cả những điều gì ô uế không đẹp lòng Đức Chúa Trời đã phải lau cái xuống biển. Đó là cách mà Chúa Giêsu làm. Cho nên tóm lại buổi sáng nay, tôi muốn truyền đạt đến cho anh em vài điều cơ bản về cái cách để chúng ta đối diện với cái quyền lực và trong thế giới này, cái cách mà anh chị em sẽ dùng danh của Chúa Giêsu để giúp đỡ người khác, để giải phóng người khác, để cho người khác một cuộc đời tự do phước hạnh. Đó là hãy nhận diện ma quỷ. Đó là đầu tiên. Nếu chúng ta không có cái ơn để nhận diện thì chúng ta không thể chiến đấu được với nó. Và nhận diện có hai cách: cách quan sát và bởi âm tính. Nha, nhà học được bài học hôm nay. Quan sát, đó là chúng ta hãy quan sát những biểu hiện siêu nhiên, những biểu hiện bất thường của con người đó, những biểu hiện mà người bình thường không làm được nhưng mà người đó làm được. Ví dụ như nâng những vật nặng quá sức, ăn uống quá độ, hay làm những điều gì đó bất thường, thì bằng cách quan sát chúng ta cũng có thể nhận định được rằng cái gì đã nói trong con người đó. Cái thứ hai là chúng ta hãy quan sát cái biểu lộ vật lý trên thân thể của người đó khi người đó bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời, để chúng ta nhận định là người đó có bị vấn đề hay không. Cho nên cũng có rất nhiều người đến với hội thánh, đến với tôi, giống như cách đây không lâu đó, có anh chàng chỉ ghi một cái số dài như này và anh bảo là con người tất cả cái lời quỷ đó nhận. Anh ngồi anh nghe sách nói xong anh ghi toàn bộ đó, lúc nào quỷ dâm dục, quỷ trộm cắp, quỷ nóng giận, quỷ mất ngủ, quỷ nói bậy, quỷ nói hành, anh ghi đủ thứ mà anh nói anh bậy như thế. Nhưng mà đâu phải anh vậy. Cho nên có những thứ mà mình tưởng mình bị ma quỷ nhưng đâu quỷ không phải mà. Nhưng mà có những thứ mình tưởng là mình bình thường mà lại ma quỷ. Cho nên cái vấn đề là chúng ta phải có ơn phân biệt. Và cái ơn này trong Kinh Thánh gọi là ơn phân biệt ác linh. Anh em nhớ nè, phân biệt ác linh. Ơn này là siêu nhiên rồi. Cái ơn này không giải thích được bằng lý trí. Nhưng mà khi anh em đứng trước một người có biểu hiện tà linh, chú cha này biết. Và nếu như anh em hỏi tôi là tại sao mình sẽ biết gì mà sao, thì tôi sẽ trả lời là tôi không biết tại sao tôi biết, nhưng mà tôi biết. Vậy đó, tôi không biết tại sao tôi biết, nhưng mà tôi biết. Bởi vì Chúa cho tôi biết. Còn tôi biết cách nào tôi không biết. Nói nghe rồi lòng sầu không hiểu sao. Tôi biết là tôi biết, nhưng mà tôi biết cách nào thì tôi không biết. Đó là ơn phân biệt. Và Kinh Thánh nói rằng chúng ta hãy nôn nã tìm kiếm tình yêu và ước ao các sự ban cho Thiên Linh. Khi em ước ao, chúng ta để chúng ta có thể giúp đỡ người khác một cách được chính xác. Rồi, tôi muốn nói lại điều thứ hai. Điều thứ hai là gì? Là bản chất của ma quỷ sẽ mang lấy cái tên của nó. Tên của nó. Thường cái tên của ma quỷ là nói về bản chất của nó. Và khi nó nhập vào một người nào thì nó biểu lộ cái bản chất nó ra trên những người đó. Dễ hiểu không? Rất là dễ, cái đó dễ biết. Linh nóng giận, không tha thứ, ây đắng, buồn thương, điều đó lên. Cho nên anh em đừng tưởng rằng mới đầu là mình không tha thứ người khác, nhưng mà nếu mình cứ âm ấp ủ cái điều đó trong lòng thì tà linh đúng rồi, và nó trở thành linh không tha thứ cai trị trong đời sống. Anh em hãy cảm thấy điều các lần tôi xuống dưới Đồng Tháp thời gian phúc âm và tôi đã chứng kiến cái tà linh này nó là lâu lắm chứ. Khi tôi cũng giảng lời Chúa như thế này, sau đó thì cuối buổi rồi tôi mới được Chúa mách bảo là
có một người đang có nan đề rất lớn trong gia đình, và người đó khổ sở trong gia đình của mình lắm. Người đó là người nào bước lên đây? Ta thấy yên đe thằng pháp chẳng có ai đứng nhất hết. Ta nói lại lần nữa, nó không có xét đón anh em đâu. Đây là nói để giúp đỡ chị em thôi. Ai là người đó mà anh chàng bước lên? Thì có một cô đứng lên và tôi hỏi là thế chị đang gặp nan đề gì trong gia đình? Thế chị mới nói là một xưa tôi không hiểu tại sao mà cũng ghét con dâu tôi vô cùng. Khải nó ở trong nhà là con phải ra ngoài đường, mà nó ở ngoài đường là con cũng cho nhà, không thể chạm mặt. Tôi ghét con dâu tôi quá, ai cho con tin Chúa khó tin, con dâu con tin Chúa khó tin, cả hai cùng tin Chúa và lại ghét nhau. Chuyện này khó xử lắm nha, nhưng mà con nghĩ được rồi, con biết là điều gì mà, cho nên con mới nói con đi lên được rồi. Nếu hôm nay chị muốn được giải thoát thì chị hãy thành tâm để tôi giúp chị nhân danh Chúa Giêsu tốt sức với quyền lực. Mà chị không muốn đó nhưng mà không được, làm cho gia đình của chị như mặt trời lên mặt trời. Một cái gia đình phải nói là không có một cái sự hòa thuận thế lắm, không có một cái sự tình người nào trong gia đình thì sống lại sống thế nào. Thì tôi mới nói với chị thôi, bây giờ chị lặp lại lời cầu nguyện, chị phải bằng lòng tha thứ cho con dâu chị, dù nó lỗi phải gì cũng không quan trọng. Tôi không cần chị kể lễ ra, chị có bằng lòng tha thứ cho con dâu không? Mà bằng lòng chắc không? Chắc. Bây giờ chị nói theo tôi nha, kính lạy Chúa, ngày hôm nay con quyết định tha thứ cho con dâu con. Chị nói đấy. Thì chị nói nè, ngày hôm nay con bằng lòng quyết định. Ngưng lại không? Không được đi. Chị nói tiếp đi, tha thứ cho con dâu. Con đầu nước mắt chảy ra. Chị nói tiếp đi, sao không nói? Nó không nói được, chị nói không nói được. Sao không nói được? Có cái gì đó nó chặn họng không nói được. Đặt tay đầu não kia ra. Xong rồi đứng dậy, thấy giờ nói được chưa? Không chắc nói được. Tôi bằng lòng tha thứ cho con dâu. Bỏ xong kể ngã cái đồ xuống rồi. Và bây giờ vậy, mà chưa đâu. Đây là mới có 1% thôi. Bây giờ chị nói tiếp đi. Kính thầy Chúa, ngày hôm nay con quyết định yêu con dâu con. Chị nói đi. Bắt đầu chị nói, ngày hôm nay tôi quyết định. Sao nói tiếp? Không được chứ. Tha thứ gì được chứ, yêu không được. Chứ biết được. Mà phải nói cứ tiếp tục từng bước, từng bước, từng bước. Để cuối cùng nó nói, chị nói đi, yêu con dâu con như con gái ruột của con, nói đi. Này khó quá ông sư ơi, làm sao nói được. Cuối cùng phải đặt tay mấy lần ngã bình bình như thế, đứng dậy ngã bình như nó đứng dậy rồi. Cuối cùng nói được hết những câu đó là chị hoàn toàn được tự do. Cho nên cái quyền lực nào ở trong mình nó càng mạnh thì nó càng thể hiện bản chất đó của mỗi con người. Có những việc đơn giản như vậy nhưng không làm được là bởi vì nó kiểm soát và nó cầm giữ trong lòng con người. Nên thấy không? Cho nên lẽ thật thứ hai là cái bản chất của quỷ thể nào thì nó vô lòng người và nó biết con người là thành giống như nó. Và mức độ càng ngày càng gia tăng trở lại đến khi con người mất kiểm soát được, mất kiểm soát bản thân được mà không thể tự lập. Đó là lẽ thật thứ hai. Lẽ thật thứ ba là ma quỷ có thể cai quản cả một vùng địa linh, gia đình, một ngôi nhà, một ngôi đình, một thành phố, một vùng đất. Và ma quỷ bản chất nào thì vùng đất sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên anh em buôn bán bất động sản này cẩn thận quá, đừng mua những ngôi nhà mà ma bán không được. Anh em biết sao bán không được không? Để tôi giải thích về mặt an ninh cho anh chị em. Rất đơn giản thôi, cái này là lẽ thật. Khi anh em mua một ngôi nhà mà bị ma hay nói nôm na là có người tự tử, có người chết trong cái gì đó không? Thì cái người mua nhà đó khi mà bước vào người ta xem nhà, lòng của họ có ma một cách vô hình. Anh em không biết được đâu nhưng người nào biết được. Người đã bước vô, ô tô vừa đang vui mừng như thế này, đang phơi phới này, sao bước vô nhà nó đầu thế này? Ta phòng chắc phải khỏi mua nhà và không bao giờ ma. Đó là sự thật. Cho nên chúng ta cần, nếu lỡ rồi thì phải cầu nguyện giải phóng ngôi nhà. Người ta gọi là chùa này. Mời Chúa ngự trị và đuổi toàn bộ những quyền lực này. Thầy mời ta thầy anh. Tôi đã từng giúp đỡ một người anh em làm chuyện này rồi. Người anh em này có 3 ngôi nhà, tất cả 4 miếng đổ vào đó hết. Mua xong rồi cái là tụi cờ đó cũng cúng tế quá nhiều cho nên là quỷ không bán được.
ba trong đoàn đứng đó. Mà người nào vô bắt đầu thấy đẹp lắm, tất cả mọi thứ quyết định rồi. Nhưng mà sau đó họ ra rồi mà họ đẹp lại nó không còn mua được. Cứ chạy đứng kia tất cả. Và một ngày nào người em này mọi người đến coi thì xem phải điều gì coi đi đúng không? Người em và anh em biết gì không? Chú mở mắt thần linh này. Lúc đầu là chú mở mắt thần linh này, quỷ nó bám trong nhà đã như rơi. Còn rơi trong hang động thế nào thì ở trên nóc nhà, trụ nhà, nhà bếp nó bám trên như vậy. Và khi cầu nguyện thanh tẩy vào nhà đó rồi, chỉ sau một tháng là ba ngày bán hết sạch luôn. Đó là sự thật. Cho nên tôi nói một lẽ thật là ma quỷ có thể cai trị một vùng địa lý, cái ma quỷ có thể quản trị một ngôi nhà, ma quỷ có thể cầm quyền trên một vùng, một lãnh thổ vùng đất, và nó đem cái ảnh hưởng của nó vào trong cái chỗ đó. Và chúng ta phải cẩn thận điều này để tìm những chỗ bình an, ở những chỗ bình an, ngôi nhà mình phải bình an, và mình phải bước đi đến đâu phải đến chỗ bình an. Đó cũng là lý do tại sao có những nơi như hội thánh thì tràn đầy thánh linh của Chúa, vì thần Chúa và thiên sứ thánh hiện diện ở đây. Còn có những nơi thì đầy ma quỷ. Sự thật đó là gì? Những vùng địa lý trên đất này được ảnh hưởng bởi quy luật không thể được, không thể được. Và chúng ta cần phải nắm lấy cái lẽ thật này. Ok anh chị. Và lẽ thật cuối cùng đó là khi ánh sáng đến thì những gì ô uế phải thanh tẩy đời sống. Và chúng ta cần tiến hành để được giờ anh em nhé. Cảm ơn Chúa hôm nay anh em có nhận được điều gì không? Đó là chúng ta học một vài cái điểm cơ bản để cho chúng ta biết về kẻ thù của mình, biết những cái kiến thức tâm linh để chúng ta có thể có lợi trong công việc, trong gia đình, trong cuộc sống của mình. Bởi vì cuộc sống của chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào những cái kiến thức tâm linh, và bởi những sự thiếu hiểu biết mà chúng ta trở thành nạn nhân của ma quỷ của mình. Cho nên chúng ta phải nhìn vào ánh sáng Kinh Thánh để học những cái kiến thức tâm linh, kiến thức tâm linh. Cho nên ở trong xã hội Việt Nam mình có hay nói vui như thế này: ông thầy bùa, thầy pháp, mấy ông thầy làm những chuyện đó mà họ lại hiểu tâm linh hơn cả con cái Đức Chúa Trời, thế là chuyện tuyệt vời, đúng không nhé? Họ hiểu không? Mình cứ trơ trơ như thế này nhưng mà biết sợ sống vậy đó. Nhưng mà họ thì họ biết, họ biết thế giới tâm linh nó nói cái gì, ma quỷ là gì, họ biết tất cả những cái thủ thuật đó. Còn mình thì cứ trơ trơ như đứa trẻ, và mình trở thành nạn nhân. Tôi thích là anh chị em hãy tìm hiểu Kinh Thánh. Tôi khích là anh chị em hãy đào sâu những cái tri thức tâm linh này, là giúp cho anh chị em trở thành người có thể giúp đỡ người khác và ma quỷ không lên được. Amen. Chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa. Tôi khích là anh chị em hãy cầu nguyện điều này. Xin Chúa ban ơn cho anh chị em. Tôi biết là Đức Thánh Linh có 9 ân tứ thánh linh, và 3 ân tứ trong 9 ân tứ này là ân tứ của sự bày tỏ. Tôi kết lại cho em ngay giờ này hãy cầu nguyện để Chúa Thánh Linh trang bị cho anh em ân tứ lời kiến thức, lời khôn ngoan và thông tuệ các linh. Ba ơn này giúp cho anh em thành công rất là lớn trong thế giới tâm linh. Anh em có thể cảm nhận, thụ hưởng và biết được những điều mà người khác không biết và ba người không thể lừa xem được. Anh hãy cầu nguyện đã. Vì lời Chúa nói là hãy khao khát những sự ban cho thiên linh. Nếu Chúa bảo mình khao khát thì cứ anh em khao khát, anh em sẽ nhận được. Thầy Chúa, con cầu nguyện cho anh em con nhận được ân tứ này. Con cầu nguyện cho anh em con nhận được ân tứ này. Cha ơi, thì ban ân tứ này cho anh em con bởi Đức Thánh Linh. Anh em hãy cầu nguyện nè. Anh em hãy nói với Chúa, Chúa con khao khát ân tứ này. Ngay giờ này hãy kích hoạt nó trong tâm linh con. Ngay giờ này hãy kích hoạt nó để con có thể phân biệt các thần, để con có thể biết những điều mà người khác không biết. Chúa hãy quay lại cho con. Chúa hãy giúp con hoàn thành trong ân tứ. Anh em hãy cầu nguyện nè. Hãy cầu nguyện. Chúa nói mình khao khát. Là những người hiểu biết thật sâu về thế giới tâm linh, là những người đang học những điều kiến diện trong thế giới của mình,
Tôi cầu nguyện cho anh em không còn như con trẻ thuộc linh nữa, nhưng anh em trở nên trưởng thành trong thế giới thuộc linh. Anh em làm thầy để dạy người khác. Anh em có thể giúp đỡ người khác và anh em được tự do. Chúa ơi, con cầu nguyện xin Chúa ban ơn cho hội thánh của Ngài. Chúa ơi, con cầu nguyện xin Chúa làm điều đó cho anh em con. Ô cha, con cầu nguyện để cho cả hội thánh của Ngài là hội thánh của những chiến sĩ của Đấng Christ. Chúa ơi, con cầu nguyện giờ này vì Ngài là Đấng không tay quyền bất cứ một người nào. Đức Thánh Linh ngày ban ơn để mỗi người được sự tích chung. Con cầu nguyện để chiến thắng Đức Thánh Linh được rải xuống trên hội thánh một cách đầy đủ giờ này. Anh em hãy đón nhận nó cho mình giờ này. Bây giờ tôi công bố và mỗi một anh em hãy đón nhận nó cho mình giờ này nhé. Hãy đón nhận vì tôi nói với anh em lòng với ước ao theo khác là mỗi một anh em được mạnh thêm trong ơn tứ thế này. Tôi công bố trong danh Chúa Giêsu giờ này ơn tứ lời chi thức sẽ đầy dạy hội thánh nhà. Anh em hãy đón nhận ơn tứ lời nói chi thức giờ này. Tôi công bố ơn tứ lời nói khôn ngoan đầy dạy hội thánh của Ngài. Tôi công bố ơn tứ phân biệt các linh đầy dạy hội thánh của Ngài. Anh em hãy đón nhận ơn tứ chữa lành bệnh cho người khác. Anh em hãy đón nhận ơn tứ làm phép lạ cho người khác. Anh em hãy đón nhận ơn tứ đức tin siêu nhiên. Anh em hãy đón nhận ơn tứ nói tiếng lạ và không dạy tiếng lạ. Anh em hãy đón nhận ơn tứ nói tiên tri cho hội thánh của Ngài. Tất cả chín ơn tứ này hãy vận hành trong hội thánh Chúa, vận hành trên đời sống anh em, vận hành một cách mạnh mẽ và thường xuyên, vận hành một cách liên tục và không ngừng nghỉ. Anh em sẽ có những giấc mơ, anh em sẽ có những khải tượng, anh em sẽ có tiên tri và nghe thấy những điều siêu nhiên. Chúa cùng công bố cho hội thánh ngày được những điều đó. Cha ơi, hãy ban lành vì Ngài là nguồn của sự ban lành, vì Ngài là nguồn của mọi ân tứ, vì Ngài là nguồn của mọi ân tứ. Cha ơi, con cầu nguyện để anh em con biết là trận chiến của chúng con không phải là trận chiến với tiền bạc, nhưng trận chiến này là với quyền lực, với chủ quyền, với thế lực của các thần dưỡng trên trời. Chúng con cần được ân của Thánh Linh, chúng con cần có Thánh Linh giúp đỡ mới có thể thắng trong trận chiến này. Cha ơi, con cầu nguyện để Chúa hoàn thành qua mỗi một anh em con. Và tôi công bố trước mặt anh chị em đây, hội thánh của Chúa sẽ tiến lên từng bước trong những mục vụ trong chính ân tứ của Đức Thánh Linh. Mỗi một ngày sẽ sắc bén hơn, mỗi một năm sẽ sắc bén hơn, và một vụ ân tứ sẽ được lan tràn trong hội thánh của Ngài. Qua nhé. Ôi, chúng con cảm ơn Ngài Thầy Chúa. Xin Chúa ban phước cho hội thánh Ngài và tất cả chúng con hiệp thánh, hiệp ý đồng thánh cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Thank you.
trong sự sống của Ngài luôn tuôn chảy trong cuộc đời của anh em ta. Cha ơi, con chúc phúc cho anh em con để từ hôm nay anh em con không phải là người tầm thường mà là người phi thường trong Chúa. Con chúc phúc cho anh em con trở thành những người vững thành mạnh mẽ và cường thịnh trong ân tứ của Ngài. Con chúc phúc cho anh em con là người nhân dân Chúa trên đất này để phá hủy công việc của Satan. Con chúc phúc cho anh em con khi anh em con hiện diện tại nơi đó thì quyết không thôi tâm phải hiện diện tại nơi đó. Con chúc phúc cho anh em con là người mặc lấy nắng quyền và sống tuân phục theo lời của Ngài. Hãy Chúa con cảm ơn Ngài vì ơn lời của Ngài con xin Ngài. Cảm ơn Ngài vì ơn Ngài không thể đếm được. Cảm ơn Ngài vì Ngài là đấng trong lòng để ban ơn cho anh em con. Ngài nóng lòng sẽ nâng đỡ và tha thứ cho anh em con. Con tin rằng Ngài nâng anh em con lên trên một tầng cao mới. Anh em con trở thành những hình mẫu và hình bóng của Ngài trên đất này. Con cảm ơn Chúa thật nhiều Chúa. Con chúc Chúa cho lời của Ngài từ sáng hôm nay. Con chúc phúc cho những lời đã ghi đặt vào trong tâm linh anh em con. Để anh em con biết rằng anh em con mình cứng trong trận chiến thuộc linh. Chúng con tạ ơn Ngài và con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mời anh em và hội thánh chúng ta đồng hành và bây giờ chúng ta sẽ sang thời giờ cầu nguyện theo những nhu cầu của anh em đủ loại nhu cầu. Và những ai đang theo dõi và thành Chúa trên đây thì hãy biết rằng chúng ta sẽ chữa lành cho anh chị. Bất kể ai đang bệnh tật đau nhức hãy đặt tay vào bệnh chỗ đau dù đó là đau là lứt chân, và tôi sẽ cầu nguyện qua màn hình này Chúa chữa lành cho anh chị. Còn một tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán rồi, hãy có một thân thể khỏe mạnh để vui hưởng bên gia đình. Nhân danh Chúa Giêsu Christ quyền năng, anh em hãy sẵn sàng chưa? Tôi ra lệnh cho mọi bệnh tật trên thân thể anh em hãy được lành đi. Nhân danh Chúa Giêsu, mọi quyền lực nào gây lên bệnh tật trên thân thể anh em bị trói buộc và rời đi. Tất cả những quyền lực linh bệnh tật hãy ra khỏi thân thể anh em và xuống vực sâu ngay lập tức trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Dù đó là trong máu, trong đầu, trong xương, trong khớp, trong gan, trong tủy, trong la lách, dạ dày, ruột non, ruột già, tất cả bệnh tật này hãy lên đi trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Tôi nói với tất cả những cơ quan nội tạng của anh chị em, trong tay, trong chân, trong xương và mọi cơ quan hãy được phục hồi trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Hãy được phục hồi trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Anh em hãy công bố sự chữa lành. Tôi đang thấy anh em được lành. Tôi đang thấy anh em được lành. Ai đó đang được lành. Ai đó đang được lành trong lưng của mình. Ai đó đang được lành trong đầu của mình. Ai đó đang được lành trong gan của mình. Ai đó đang được lành trong bao tử của mình. Hãy công bố sự chữa lành. Hãy công bố sự chữa lành. Hãy công bố sự chữa lành. Công bố sự chữa lành. Cảm ơn Chúa Giêsu và công bố sự chữa lành. Cảm ơn Chúa Giêsu và công bố sự chữa lành. Amen. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Ok anh chị em, trong khi chúng ta ổn định lại cầu nguyện cho những anh chị em có nhu cầu, còn muốn có vài lời nhắn nhủ anh chị em như thế này không? Okay. Nhắn nhủ anh chị em rằng chữa lành thân thể là một phần trong món quà của nhỏ của Chúa. Trong cái sự sống đời đời có sự chữa lành, trong sự sống đời đời có sự giải cứu. Nhưng mà sự giải cứu và sự chữa lành không phải là tất cả những gì Chúa muốn trên đời sống anh chị em. Không phải đâu. Cái mà Chúa muốn hơn tất cả mọi thứ đó là anh chị em hãy đầu phục cuộc đời mình cho Chúa Giêsu. Sau khi cái thân thể mình được lành rồi thì mình vẫn tiếp tục yêu Ngài, thờ phượng Ngài và kinh thánh. Sau khi thân thể mình được tự do rồi thì mình càng cầu nguyện với Chúa nhiều hơn nữa. Càng yêu mến thờ phượng Chúa nhiều hơn nữa và càng nói với Chúa rằng Chúa ơi, Ngài đã cho con tự do, bây giờ đến lúc con muốn phục sự Ngài, con muốn thờ phượng Ngài, con muốn đi theo Ngài. Amen chứ. Nếu người nào nghe lời khuyên này của tôi đảm bảo với anh em rằng bệnh tật ma quỷ sẽ lìa xa cuộc đời anh em vĩnh viễn luôn. Vĩnh viễn. Bởi vì nó biết rằng anh chị em đã có một ông chủ mới rất quyền năng và nó dám đến gần. Anh em tưởng tượng nếu tôi đi ra đường
khoát tay một đại ca. Mặc dù con nhỏ như này ai dám hiếp à? Ai dám hiếp à? Đóng một phát là người ta không còn ăn cơm nữa, đúng không? Và nếu anh em có Chúa Giêsu thì anh em đi trong thế giới thuộc linh. Một vua cũng muốn vua đi bên cạnh anh em. Ai dám ăn hiếp anh em? Quỷ nào dám đến gần anh em anh em? Nếu như anh em được chữa lành rồi, được đủ quỷ rồi mà anh em về cứ sống một mình, bỏ bê lời Chúa, anh em ra đường đó. Thằng kia đang cô đơn thì nó túm đầu nó bỏ vô đầu trở lại. Đó là trên đất á. Cho nên con khuyên anh chị em cái điều này lời khuyên đơn giản thôi, nhưng mà nó giúp cho cuộc đời chúng ta thay đổi hoàn toàn. Thay đổi hoàn toàn đó là anh chị em ạ. Sau sự chữa lành, sau sự giải cứu, hãy tiếp tục đầu phục hoàn toàn cuộc đời mình cho Chúa Giêsu. Thế nào là đầu phục? Đầu phục có nghĩa là ăn năn. Ăn năn có nghĩa là dọn dẹp đời sống mình. Những gì không đẹp lòng Chúa bỏ đi, đừng tiếc. Nếu lỡ mua cái thằng thờ mấy triệu ở dưới một năm về thì cũng bỏ luôn, không tiếc. Ok, bỏ hết tất cả những gì không đẹp lòng Chúa, hãy đem ra khỏi đời sống của mình. Đó là đạo phục, đó là đạo phục thật sự. Ok nè, xin lỗi anh em. Ok anh em, anh em chúng ta cầu nguyện nhé. Ta cầu nguyện. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.